bác sĩ cảnh báo, hoa đu đủ được ngâm mật ong cực độc nếu dùng cho những đối tượng này. Quý vị thân mến, hoa đu đủ được có rất nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe con người, nhưng phải cân nhắc đối tượng cũng như mục tiêu sử dụng để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Cần thận trọng để tránh bị ngộ độc cũng như gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn. Trong video ngày hôm nay, ban biên tập xin gửi tới quý vị và các bạn 3 nội dung. Phần 1. Những đối tượng tuyệt đối cấm sử dụng hoa đu đủ đực. Phần 2. 4 lợi ích quý hơn vàng của hoa đu đủ đực với sức khỏe. Phần 3. Hướng dẫn cách ngâm hoa đu đủ với mật ong và liều lượng sử dụng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Phần 1. Những đối tượng tuyệt đối không được sử dụng hoa đu đủ. 1. Phụ nữ có thai. Phụ nữ mang thai tuyệt đối tránh sử dụng hoa đu đủ đực. Các chuyên gia lý giải, chiết xuất papain trong đu đủ có thể gây sẩy thai bằng cách phá vỡ cấu trúc protein cần thiết đối với trứng mới được thụ tinh. Đối với những trường hợp thai phụ do không biết tác hại của hoa đu đủ mà vẫn sử dụng thì sẽ rất nguy hiểm, có thể gây ra ngộ độc cho thai nhi. 2. Trẻ em dưới 2 tuổi. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 2 tuổi, việc sử dụng hoa đu đủ để điều trị viêm họng hay các cơn ho là hoàn toàn không nên, bởi vì trẻ em ở độ tuổi này chưa phát triển toàn diện sức đề kháng, việc sử dụng hoa đu đủ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Ngoài ra, khi sử dụng cần tuyệt đối tránh kết hợp hoa đu đủ với rễ của nó, bởi sự kết hợp này có thể sản sinh độc tố và gây tử vong cho người sử dụng. Một số người có suy nghĩ, càng dùng nhiều thì càng có hiệu quả nhanh, tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai lầm. Trường hợp lạm dụng hoa đu đủ có thể gây hiện tượng da vàng do lượng sắc tố trong máu tăng cao đột ngột. Những người có cơ địa dị ứng có thể phản ứng với thành phần của hoa đu đủ, gây ra mẩn ngứa hoặc mề đay. Trong tình huống này, bệnh nhân cần ngừng sử dụng các sản phẩm từ hoa đu đủ, lập tức tới bệnh viện để thăm khám và điều trị, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Phần 2. 4 lợi ích quý hơn vàng của hoa đu đủ đực với sức khỏe. Thứ nhất, kiểm soát đường huyết. Đây là lợi ích đầu tiên và cũng là lợi ích quan trọng nhất đối với những bệnh nhân tiểu đường. Như chúng ta đã biết, kiểm soát lượng đường trong máu là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường để tránh các biến chứng và tác động tiêu cực đến sức khỏe. Trong lĩnh vực đông y, hoa đu đủ đực đã được sử dụng làm phương pháp hỗ trợ việc điều trị tiểu đường từ lâu. Nước sắc hoa đu đủ đực có khả năng kích thích tăng cường tiết insulin, một hormone quan trọng trong quá trình chuyển hóa đường thành năng lượng trong cơ thể. Điều này giúp cải thiện sự lưu thông đường và giúp ổn định mức đường huyết, giảm nguy cơ cao mắc các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này. Ngoài ra, hoa đu đủ đực cũng có khả năng làm giảm hấp thu đường từ thức ăn, giúp hạn chế tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Điều này rất hữu ích cho những người có tiền sử tiểu đường hoặc cần duy trì mức đường huyết ổn định. Tuy nhiên, việc sử dụng hoa đu đủ đực trong kiểm soát lượng đường trong máu cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ đông y. Điều này không những đảm bảo về mặt hiệu quả mà còn giúp người bệnh tránh các tác dụng phụ không mong muốn. Cùng với việc sử dụng hoa đu đủ đực, người mắc bệnh tiểu đường cần duy trì một lối sống lành mạnh, kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện thường xuyên. Điều này là cách tốt nhất để kiểm soát mức đường huyết và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thứ hai, hoa đu đủ đực giúp chống oxy hóa và ngăn ngừa cholesterol. Hoa đu đủ đực không chỉ chứa các vitamin quan trọng, mà còn là một kho tàng dồi dào các chất chống oxy hóa. Những thành phần như beta-carotene, acid gallic, phenol và các polyphenol khác đã được phát hiện trong hoa đu đủ đực có khả năng chống lại các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Các gốc tự do này thường gây ra sự oxy hóa, gây tổn hại tế bào và góp phần vào sự phát triển của bệnh ung thư. Các chất chống oxy hóa có trong hoa đu đủ đực có khả năng làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Hơn nữa, chúng còn giúp cải thiện chức năng tim mạch, bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương và giảm nguy cơ bị các vấn đề về tim mạch như đau ngực và đột quỵ. Ngoài ra,
Hoa đu đủ đực cũng là một nguồn cung cấp axit folic, một vitamin nhóm B có vai trò quan trọng trong việc tạo ra và sửa chữa các tế bào mới trong cơ thể. Thứ ba, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Chất xơ trong hoa đu đủ đực có khả năng hấp thụ nước và tạo cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và cảm giác đói cồn cào đối với những người thừa cân. Điều này rất có lợi cho quá trình giảm cân và duy trì cân nặng như mong muốn. Tuy nhiên, để giảm cân hiệu quả và đảm bảo sức khỏe, chúng ta không nên dựa hoàn toàn vào việc sử dụng hoa đu đủ đực, mà cần kết hợp với một chế độ ăn uống cân đối và luyện tập thể dục khoa học, cân nhắc lượng calo tiêu thụ hàng ngày và cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể là rất quan trọng. Giảm cân không chỉ là vấn đề trước mắt, mà cần có sự kiên trì và kỷ luật trong lối sống để duy trì cân nặng ổn định sau khi đạt được mục tiêu. Nếu chỉ dựa vào việc sử dụng hoa đu đủ đực mà không thay đổi lối sống và thói quen ăn uống, việc tăng cân trở lại là điều hiển nhiên. Thứ tư, điều trị một số căn bệnh về đường hô hấp. Hoa đu đủ đực pha trộn với mật ong theo tỷ lệ nhất định đã được sử dụng trong việc điều trị một số bệnh về hô hấp như ho, đau rát cổ họng hay khản tiếng với hiệu quả rất tốt. Phương pháp này được coi là một lựa chọn thay thế hữu ích, giúp tránh sử dụng kháng sinh trong thời gian dài và giảm nguy cơ kháng thuốc. Mật ong có tính kháng khuẩn tự nhiên, giúp làm giảm vi khuẩn gây viêm và ức chế sự phát triển của chúng. Khi kết hợp với hoa đu đủ đực, một nguồn giàu vitamin và chất chống viêm, hỗ trợ hô hấp, chúng tạo thành một bài thuốc tự nhiên, có khả năng điều trị một số bệnh về hô hấp cực kỳ hiệu quả. Điều quan trọng là, phương pháp này không chỉ giảm các triệu chứng, mà còn giúp cơ thể tự chữa lành và tăng cường hệ miễn dịch. Mật ong và hoa đu đủ đều có các chất chống oxy hóa và kháng viêm, giúp làm giảm tổn thương tế bào và giảm viêm, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài hoặc trở nặng, việc tìm kiếm tư vấn từ chuyên gia y tế vẫn là cách tốt nhất. Cần nhớ rằng, mặc dù các liệu pháp tự nhiên có thể hữu ích, nhưng việc chữa trị các vấn đề hô hấp nghiêm trọng vẫn cần được đánh giá và theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa là tốt nhất. Phần 3. Hướng dẫn cách ngâm hoa đu đủ với mật ong và liều lượng sử dụng. Thứ nhất, tác dụng của hoa đu đủ ngâm mật ong. Hoa đu đủ đực và mật ong là hai vị thuốc quý được người Việt tin dùng từ lâu bởi những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, nhất là trong việc chữa ho. Chúng được sử dụng như một phương pháp chữa bệnh tự nhiên và đạt hiệu quả cao. Hoa đu đủ đực chứa các hoạt chất chống viêm, kháng khuẩn, chống oxy hóa, giúp làm dịu các triệu chứng ho, đau rát cổ họng và khản tiếng. Ngoài ra, các thành phần trong hoa đu đủ đực còn giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và tăng cường sức khỏe tổng thể. Mật ong không chỉ có vị ngon mà còn có tính chất kháng vi khuẩn, kháng nấm và kháng virus. Khả năng này giúp làm giảm viêm và lành các tổn thương trong hệ hô hấp, đồng thời giúp làm giảm các triệu chứng ho và hỗ trợ phục hồi sau khi bị bệnh. Sự kết hợp giữa hoa đu đủ đực và mật ong là một phương pháp tự nhiên và truyền thống, đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong dân gian. Một cách dùng phổ biến là ngâm hoa đu đủ đực với mật ong theo tỷ lệ nhất định để tạo thành một bài thuốc tự nhiên hỗ trợ điều trị ho, đau họng và khản tiếng. Thứ hai, cách ngâm hoa đu đủ đực với mật ong. 1. Lựa chọn nguyên liệu. Với hoa đu đủ đực, để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, cần lựa chọn những chùm hoa tươi xanh, mướt, không bị dập nát hoặc bị đốm trắng và không bị tác động của sâu hại. Ngoài ra, nên chọn những chùm hoa có nhiều búp chưa nở, khi ngâm sẽ cho độ thơm và ngọt hơn. Các chuyên gia tiết lộ rằng hoa đu đủ đực có thể được sử dụng dưới dạng tươi hoặc khô. Tuy nhiên, hoa đu đủ tươi được đánh giá là mang lại hiệu quả và chất lượng cao hơn. Với mật ong, để chọn mật ong phù hợp, hãy ưu tiên mua mật ong nguyên chất, có màu vàng hoặc màu cam sáng. Tránh mua mật ong đã chuyển sang màu đen hoặc trên bề mặt có xuất hiện các bọt khí, có mùi cay nồng hoặc khi nếm vào có vị chua đắng, bởi đây là dấu hiệu mật ong đã bị lên men và không tốt cho sức khỏe. 2. Sơ chế nguyên liệu. Để sử dụng hoa đu đủ tươi, hãy loại bỏ các cánh hoa già, héo hoặc bị sâu rồi tiến hành rửa sạch bằng nước, rồi để ráo. Dùng kéo để loại bỏ phần cuống già và cứng. Lưu ý,
việc rửa hoa đu đủ nên được thực hiện nhẹ nhàng, tránh vò hoặc trả sát quá mạnh để không làm hoa bị nát hoặc rụng, từ đó giảm chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Để tiết kiệm thời gian cho quá trình làm khô hoa, bạn có thể phơi hoa đu đủ dưới ánh nắng mặt trời trong khoảng 20 đến 30 phút để hoa nhanh chóng ráo nước. Cần đảm bảo hoa ráo nước hoàn toàn trước khi cho vào mật ong, nhằm tránh làm mật bị chua hoặc làm hỏng thành phẩm. 3. Cách ngâm. Với 100g hoa đu đủ được tươi, ngâm cùng 400ml mật ong nguyên chất. Xếp hoa vào hũ thủy tinh, đổ mật ong vào, sau đó dùng que che chèn lại để đảm bảo mật ong ngập toàn bộ hoa. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Sau một tháng là có thể sử dụng được. Thứ ba, cách sử dụng hoa đu đủ ngâm mật ong. Các chuyên gia hướng dẫn, hoa đu đủ được ngâm mật ong mỗi ngày sử dụng từ 1 đến 2 lần. Mỗi lần dùng lấy 2 thìa cà phê nhỏ pha với nước ấm để uống hoặc nuốt trực tiếp. Dùng 2 lần sáng tối sau bữa ăn để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu cần sử dụng ngay, chúng ta có thể dùng cách chưng như sau. Lấy 50g hoa đu đủ được đun cùng 150ml nước, đun cạn còn khoảng 60ml nước. Sau đó hòa cùng 20ml mật ong. Chia làm 2 lần uống sáng tối. Quý vị thân mến, hoa đu đủ được là một nguồn dược liệu quý giá và có nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài lĩnh vực đông y. Trong vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của truyền thông và các mạng xã hội, mọi người đã có cơ hội tiếp cận và biết tới những công dụng tuyệt vời của hoa đu đủ được. Khá nhiều vùng trồng nguyên liệu đã được hình thành. Việc tận dụng và khai thác hoa đu đủ để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như trà hoa đu đủ đã giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Lợi ích quý giá của hoa đu đủ với sức khỏe là không thể phủ nhận, nhưng việc sử dụng chúng cần được thực hiện với tư duy cân nhắc và trách nhiệm. Sự cảnh giác trước tác dụng phụ và nguy cơ ngộ độc không mong muốn đối với phụ nữ mang thai và trẻ em đã làm cho việc sử dụng hoa đu đủ được trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết. Những nguy cơ tiềm ẩn không chỉ đến từ việc lạm dụng hoa đu đủ, mà còn liên quan đến cách sử dụng không đúng đối tượng. Điều quan trọng nhất là hiểu rõ về tác dụng của hoa đu đủ và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế trước khi sử dụng. Sự tham vấn và tư vấn chính xác từ những người có kinh nghiệm sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn toàn diện về công dụng và tác động của hoa đu đủ đối với sức khỏe. Việc hiểu rõ về đối tượng sử dụng, liều lượng và cách dùng từng loại sản phẩm từ hoa đu đủ là rất cần thiết. Nếu không có sự hiểu biết và ý thức đúng đắn, người tiêu dùng có thể vấp phải những rủi ro không đáng có. Chúng ta cần học cách sử dụng các sản phẩm từ hoa đu đủ một cách thông minh và an toàn, trên tinh thần tự bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho bản thân và gia đình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.